Được chưa? Chào mừng các bạn đến với buổi học trực tuyến vào tối thứ tư hàng tuần của chúng ta. Thì hôm nay thầy lại hướng dẫn các bạn học sinh lớp 12 về một cái chuyên đề mà thực ra nếu so với mọi năm thì hôm nay chúng ta năm nay hơi chậm hơn một chút. Thế nên thầy một số chuyên đề thầy sẽ cắt bớt đi để các bạn nói về những cái đề luyện tập, những cái đề ôn tập tổng hợp trong thời gian tới. Bởi vì chúng ta sẽ còn một vài cái chuyên đề thầy muốn nói với các bạn trước khi nói về đề tổng hợp. Ví dụ như hôm nay chúng ta sẽ nói về bài toán nhiệt nhôm. Tuần sau nếu không có gì thay đổi thầy sẽ nói các bạn về bài tập của sắt, cách xử lý bài tập quy đổi, bài tập oxy hóa khử cũng như bài tập lý thuyết liên quan đến sắt. Một trong những cái chuyên đề thầy sẽ chọn ra cái chuyên đề mà các bạn mà cảm thấy mà cần nhất. Sau khi những cái buổi mà nói về những chuyên đề này kết thúc, thầy sẽ hướng dẫn các bạn đến các đề tổng hợp. Có thể những đề tổng hợp chỉ gồm toàn lý thuyết, và có những cái đề tổng hợp vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính bài tập để các bạn có thể xử lý được cái cách làm, để chúng ta biết được cái cách mà gặp nếu trong đề thi chuẩn quốc gia để các bạn gặp phải chúng ta xử lý như thế nào. Và hôm nay thầy sẽ nói các bạn một cái chuyên đề, đó là bài toán về nhiệt nhôm, một trong những bài tập rất quan trọng liên quan đến nhôm. Mà những bài toán nhiệt nhôm thường nằm ở mức độ thường mức độ nó sẽ gần đến vận dụng cao một chút. Cho những năm gần trước thì nó gần mức độ vận dụng cao thôi. Có một năm họ hỏi câu nhiệt nhôm liên quan đến phần vận dụng cao. Và những cái kiểu câu về vận dụng cao của nhiệt nhôm cũng không quá lạ nếu các bạn đã gặp rồi. Còn nếu bạn chưa gặp thì thực sự nó sẽ hơi khó một chút. Và hôm nay hướng dẫn các bạn cách xử lý nhiệt nhôm. Mà chúng ta không viết phương trình nhiều, chúng ta sẽ xử lý bằng bảo toàn nguyên tố. Chứ nếu các bạn viết phương trình thì nó sẽ hơi khó một chút. Và bây giờ thầy sẽ dành cho các bạn khoảng 1 phút để các bạn chuẩn bị. Lấy cho thầy một tờ giấy A4 hoặc một tờ giấy đúp, một cái bút và một máy tính. Chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng 1 phút nữa. Và các bạn đừng quên like và share clip này để cho các bạn cùng mình cùng học một cái chuyên đề chắc chắn là các bạn đã học qua rồi. Nhưng mà liệu các bạn đã chắc hay chưa thì mà chúng ta sẽ làm rõ nhé. Chuyên đề về nhiệt nhôm. Và các bạn có câu hỏi nào có cần hỏi thì có thể comment ngay ở dưới, thầy sẽ giải đáp cho các bạn. Tuần này thứ 6 thầy sẽ hướng dẫn các bạn lớp 11 phần bài tập liên quan đến cả, dự kiến là tuần này thầy sẽ nói về bài tập ancol tiếp theo. Thế nên những bạn nào mà lớp 12 cảm thấy mình chưa chắc về ancol ấy thì có thể theo dõi cùng thầy vào tối thứ 6 tuần này. Bài tập ancol là một trong những cái chuyên đề mà các bạn cần phải làm, nhất là bài tập ete hóa. Bài tập ancol mà nhưng mà theo kiểu ete hóa là bài tập phức tạp hơn cả. Thế nên các bạn đừng quên cách làm nhé. Đợi thầy một chút, khoảng 30 giây nữa chúng ta bắt đầu. Để thầy share này một chút. Hôm nay chúng ta sẽ nói nhanh trong khoảng tầm 25 phút thôi nhé, 20 đến 25 phút, bởi vì hôm nay thầy cũng hơi mềm một chút. Luyện đề tổng hợp chắc là chúng ta sẽ còn khoảng 1 đến 2 tuần nữa. Tuần kế tiếp nữa thì chúng ta có thể luyện đề tổng hợp. Thầy sẽ bắt đầu các bạn bằng những cái đề lý thuyết. Bởi vì khi các bạn đi thi ấy, điểm cao hay không nó nằm ở việc là các bạn có nắm được lý thuyết chắc hay không. Bởi vì hơn 50% đề là nó về lý thuyết. Các bạn không nắm chắc được những phần đấy, làm sai linh tinh thì rất là phí. Còn những câu hỏi vận dụng cao chưa chắc các bạn đã tính toán được thì chúng ta phải ăn điểm những câu đó. Còn may mắn, chúng ta phải phụ thuộc vào may mắn đối với những câu hỏi vận dụng cao. Rồi, phần vô cơ hay hữu cơ khó hơn ở thầy thì thầy nghĩ là tùy vào sức học của mỗi bạn. Có bạn thì cho rằng phần vô cơ rất dễ, có bạn thì cho phần vô hữu cơ dễ hơn. Nhưng mà theo thầy thấy thì phần hữu cơ, phần cơ bản ấy thì hữu cơ dễ hơn. Còn phần bài tập vận dụng cao thì có lẽ hữu cơ khó hơn một chút với những bài tập ete. Còn bài tập vô cơ về HNO3 bảo những bài tập vận dụng cao của chúng hay là điện phân ấy, quay đi cẩn lại nó chỉ là một vài dạng bài tập thôi, lặp đi lặp lại và các bạn có thể cách xử lý được. Còn với hữu cơ thì nó vô biên hơn một chút. Đấy là với cái suy nghĩ cá nhân của thầy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào bài tập nhiệt nhôm, từ những bài tập đơn giản nhất đến những bài tập phức tạp. Các bạn quan sát thì bài tập số 1. Trộn 5,4g nhôm với 4,8g Fe2O3 rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng thu được m gam chất rắn, giá trị của m là. Bài tập này thấy không hề nói là phản ứng có xảy ra gọi là hoàn toàn hay không. Hoàn toàn tức là hiệu suất là 100%, còn không hoàn toàn hoặc là sau một thời gian thì người ta thường là bài tập có hiệu suất hoặc là phản ứng không xảy ra hoàn toàn. Thì tính theo kiểu nào thì kiểu thì kết quả bài này cũng chỉ có một thôi. Đây là một bài toán hết sức đơn giản. Nếu mà các bạn gặp trong đề thi, các bạn chỉ nằm ở trong khoảng 20 câu đầu liên quan đến bài tập này, ở mức độ vận dụng rất đơn giản hoặc mức độ thông hiểu thôi, là các bạn áp dụng ngay định luật bảo toàn khối lượng là mình tính được. Bởi vì trong phản ứng nhiệt nhôm, toàn bộ các chất tham gia phản ứng đều ở trạng thái rắn. Vậy thì tổng khối lượng ban đầu sẽ bằng tổng khối lượng của sản phẩm và các bạn được tính được ngay. 5,4g nhôm khi các bạn nhiệt nhôm với 4,8g Fe2O3, chẳng cần biết sản phẩm thu được gồm những cái gì, nhưng chắc chắn tổng khối lượng sản phẩm phải bằng tổng khối lượng hai chất ban đầu. Vậy các bạn lấy 5,2 cộng với 5,4 cộng với 4,8, vậy các bạn ra 10,2g. Đáp án A, đáp án chính xác cho câu hỏi mức độ thông hiểu như thế này. Và các bạn nhớ nhé, cách làm câu hỏi này không hề khó một chút nào. Nhớ về định luật bảo toàn khối lượng cho những câu hỏi như thế. Người ta không hỏi là khối lượng sản phẩm của từng chất trong đó, mà người ta chỉ hỏi là tổng khối lượng thôi. Nghĩ
ngay đến bảo toàn khối lượng? Đấy là câu hỏi số 1. Đừng đặt câu hỏi ra là câu hỏi này phản ứng có xảy ra hoàn toàn hay không, hay là không hoàn toàn, bảo toàn khối lượng là ra. Vậy đáp án câu hỏi thứ nhất thì chọn sẽ là đáp án B. À, đáp án A thì xin lỗi. Chúng ta sang câu hỏi số 2. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm từ 0,25 mol Al và 0,35 mol FeO thì thu được 0,3 mol sắt. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là? Với bài tập hiệu suất thì buộc các bạn phải viết phương trình ra, bởi vì chúng ta cần phải biết là hiệu suất chúng ta tính theo Al hay là tính theo FeO. Vậy ở đây chúng ta viết phương trình ra nhé. Chúng ta có Al cộng FeO. Phản ứng nhiệt nhôm thì nhắc lại, đây là một trong những cái kiểu mà người ta gọi là điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện. Nhôm chiếm lấy oxy trong phản ứng. Vậy sản phẩm thu được là Fe cộng Al2O3. Các bạn cân bằng một chút, ở đây chúng ta có 3 FeO, 3 sắt và 2 Al. Thầy có số mol ban đầu của Al là 0,25. Thầy có số mol ban đầu của sắt là 0,35. Vậy thì trong phản ứng này, trước khi các bạn tính toán tiếp, hãy trả lời cho thầy ngay một câu hỏi là hiệu suất bài này thì tính theo thằng nào? Tính theo Al hay tính theo FeO? Thì ở đây các bạn chỉ cần lấy đơn giản như thế này, lấy số mol ban đầu chia cho hệ số, số mol ban đầu chia hệ số, tỷ lệ nào bé hơn thì chúng ta tính hiệu suất theo thằng đó. Vậy chúng ta có 0,25. Đây là một bài toán của lớp 8 thôi nhé. Hiệu suất là thầy dạy từ lớp 8 rồi. 0,35 chia cho 3. Vậy các bạn thử điền cho thầy vào đây, dấu lớn hơn hay dấu nhỏ hơn. 0,25 chia 2 là khoảng 0,125. 0,35 mà các bạn chia 3 ra, các bạn chỉ ra 0,116. Vậy rõ ràng ở đây chúng ta điền dấu lớn hơn. Vậy hiệu suất ở đây chúng ta tính theo FeO. Hiệu suất tính theo FeO. Bây giờ chúng ta bắt đầu này. Sau phản ứng thu được 0,3 mol sắt, vậy chứng tỏ FeO phản ứng 0,3. Vậy thì hiệu suất bằng gì? Hiệu suất tính đơn giản bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu. Các bạn rất hay sợ hiệu suất, nhưng hiệu suất không có gì phức tạp cả. Vậy chúng ta lấy 0,3 chia 0,35, chúng ta sẽ ra là 85,71%, tương với đáp án C. Còn nếu bạn nào tính sai, tính theo hiệu suất theo AL, các bạn ra ngay đáp án A, một con số rất chẵn, nhưng mà này chẵn lại không phải đáp án đúng. Vậy câu hỏi số 2 này thầy chọn đáp án C, tức là thầy đã bắt đầu nâng mức độ lên một chút, đã bắt đầu biết cách xử lý về hiệu suất. Bây giờ chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. Các bạn thử xử lý nhanh cho thầy, đọc kết quả cho thầy. Câu hỏi tiếp theo thầy sẽ để là câu hỏi ở đây đi. Hiệu suất phản ứng. Rồi. À rồi, thầy sẽ để câu 3 nhé. Thầy cho các bạn làm câu 3. Nhưng mà thầy sẽ cho các bạn làm khoảng 5 đến 6 câu. Bởi vì nhiệt nhôm thực ra thầy sẽ cho mức độ từ dễ đến khó. Từ dễ đến khó. Nhưng tất nhiên không phải là khó nhất của nhiệt nhôm đâu. Nếu các bạn muốn làm những câu khó nhất của nhiệt nhôm, các bạn phải tham khảo trong khóa đề của thầy. Thầy cho các bạn một số câu hỏi khó nhất của nhiệt nhôm về phần vận dụng cao. Đó là chia thành hai phần không bằng nhau. Những bạn nào mà đang từ lớp 9 định hướng thi chuyên ấy, thì bài toán đó không còn quá xa lạ với các bạn học sinh lớp 9 đâu. Thi chuyên chúng ta cũng nói đến những cái bài toán mà chia thành hai phần không bằng nhau. Đối với nhiệt nhôm, nó sẽ rất nặng về tính toán giải hệ phương trình và giải phương trình bậc 2 liên quan đến x và kx. Còn bây giờ chúng ta quay lại bài toán này. Trộn 6,48 gam nhôm với 16 gam Fe2O3, thực hiện phản ứng nhiệt nhôm để thu được chất rắn A. Khi cho A tác dụng với NaOH dư thì có từng này khí. Vậy thì người ta hỏi là hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là ở đâu? Ở đây thầy sẽ có này. Thầy viết phương trình phản ứng ra. Với hiệu suất thì buộc chúng ta phải viết phương trình để cho cần biết tỷ lệ mol, tỷ lệ phản ứng là bao nhiêu. Không có tỷ lệ phản ứng chúng ta sẽ không thể biết được hiệu suất tính theo thằng nào cả. Cộng Fe. Được cái là phương trình này cân bằng khá dễ, hai nhôm hai sắt. 6,48 gam Al các bạn chia cho 27 đi, các bạn sẽ ra là 0,24 mol. Tiếp tục Fe2O3 ở đây là 16 gam từng với 0,1 mol. Vậy các bạn sẽ thấy hiệu suất ở đây thầy tính theo Fe. Bởi vì 0,1 chia 1 nhỏ hơn so với 0,24 chia 2. Vậy thầy khoanh vào cho các bạn nhớ hiệu suất tính theo Fe2O3. Vậy sau khi phản ứng xảy ra có hiệu suất, các bạn sẽ thu được cả 4 chất rắn. Trong đó có 2 chất là sản phẩm của phản ứng Al2O3 và Fe. Ngoại trừ đó ra mình còn Al dư. Và mình còn có gì nữa? Còn có Fe2O3 dư. Nhưng mà khi các bạn hòa tan hỗn hợp này bằng dung dịch NaOH thì sẽ có hai chất tan được trong dung dịch NaOH dư, đó chính là Al2O3 và Al dư. Còn hợp chất Fe không có tính lưỡng tính, do đó chúng không thể tan được trong dung dịch kiềm. Ở đây các bạn thu được khí H2 thì nhớ Al2O3 tan trong NaOH không cho khí H2, chỉ có Al thôi. Và Al khi tan trong NaOH ra 3/2 H2. Ở đây thầy có 1,344 lít tương ứng với 0,06 mol. Vậy từ đó các bạn tính được ngay 0,06 mol H2 thì tính được Al dư sẽ là 0,04 chia cho 3/2 thôi. Vậy thì Al có 0,24 này. Vậy nó phản ứng bao nhiêu mà để cuối cùng còn dư 0,04? Chứng tỏ nó phản ứng 0,2 mol.
0,2 mol thằng này thì Fe2O3 phải đứng có 0,1 thôi. Vậy từ đó tính được hiệu suất sẽ bằng 100%. Có 0,1 mà dùng hết cả 0,1 luôn, vậy hiệu suất là 100%. Vậy đấy là bài toán số 3. Chúng ta áp dụng cái hiệu suất để chúng ta ra được đáp án A. Hiểu nhá? Một bài toán không khó. Tiếp theo chúng ta sang câu hỏi số 4, bỏ qua hiệu suất đi, chúng ta sẽ chuyển sang kiểu tính toán khác. Các bạn quan sát câu hỏi số 4 nữa thầy. Một hỗn hợp X gồm có Al, Fe2O3 thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, phản ứng xảy ra hoàn toàn cho chất rắn A. Biết A tác dụng với NaOH dư cho từng này khí để lại chất rắn B. B tác dụng với H2O4 loãng dư thì tác dụng thì thu được từng này khí. Tính khối lượng của Al và Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu. Chúng ta không còn hiệu suất nữa, đây là phản ứng thực hiện phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi. Vậy thầy sẽ giải quyết bài này theo sơ đồ, chúng ta không cần viết phương trình nữa. Chúng ta chỉ viết phương trình khi mà người ta yêu cầu tính hiệu suất mà thôi. Còn đây chúng ta không cần. Thầy sẽ có như sau. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm này, ban đầu các bạn sẽ có Al và Fe2O3, chẳng biết chúng có bao nhiêu mol cả. Khi các bạn thực hiện nhiệt nhôm, phản ứng xảy ra hoàn toàn, đừng nghĩ là chúng ta thu được hai chất là Al2O3 và Fe. Không phải như vậy đâu. Chúng ta luôn luôn thu được ba chất, bởi vì sẽ có một chất nữa dư, hoặc là Al dư, hoặc là Fe2O3 dư. Thì chúng ta ở đây sẽ chứng minh được ngay là Al phải dư. Bởi vì sao? Thí nghiệm tiếp theo, tác dụng với NaOH mà có khí thì chắc chắn phải có Al dư. Nào, bây giờ tiếp tục. Cho hỗn hợp này tác dụng với NaOH dư thì các bạn sẽ thấy là có một chất không phản ứng là Fe, chất rắn không tan, và hai thằng còn lại cùng phản ứng là Al và Al2O3. Trong đó chỉ có Al2O3 ra được khí H2 thôi. Vậy từ H2 chúng ta lại tính ngược về Al ban đầu. Ở đây chúng ta có 3,36 ly H2 tương với 0,15 mol. Nhôm cho chúng ta 3/2 H2. Vậy 0,15 mol H2 tính ngược lên các bạn sẽ có ngay Al dư ở đây là 0,1 mol. Xong một chất. Sau đó phần không tan là Fe. Phần không tan là Fe. Chúng ta cho Fe hòa tan trong H2O4 loãng. Tan trong một axit bình thường thì thu được khí H2. Ở đây chúng ta có Fe ra được 2/2 H2, chứng tỏ là 1 H2 thôi, số mol bằng nhau. 8,96 tương ứng với 0,4 mol. Vậy từ đó các bạn tính ngược lên sẽ ra được Fe là 0,4, và tính được Fe ban đầu ở đây, Fe trong hỗn hợp này cũng là 0,4 mol. Vậy các bạn bây giờ chỉ cần tìm nốt cho thầy là khối lượng của Fe2O3 ban đầu. Vậy chúng ta sẽ xử lý bằng bảo toàn nguyên tố thôi. Ở đây thầy có 0,4 mol sắt, vậy các bạn tìm được hỗn hợp X đúng không? Từ hỗn hợp X là Fe2O3 ban đầu, khối lượng Al rồi, các bạn sẽ có 0,2 mol. Theo bảo toàn sắt thì chúng ta có, ở đây 0,4 mol sắt thì Fe2O3 ban đầu chỉ có 0,2 thôi, bởi vì chúng ta có hai sắt. Sau đó chúng ta bảo toàn oxy để tìm lại Al2O3 ở đây cũng là 0,2. Sau đó chúng ta mới bảo toàn nhôm. Hai nhôm, 0,2 x 2 là 0,4, cộng với 0,1, nhôm ban đầu có 0,5 mol. Vậy khối lượng nhôm ban đầu sẽ các bạn sẽ ra là 13,5 gram. Và khối lượng Fe2O3 ban đầu các bạn sẽ ra là 32 gram. Nhân đôi lên đâu? 0,2 nhân đến 160, nhân đôi dịch chuyển dấu phẩy. Và chúng ta sẽ ra 13,5 và 32. Vậy đáp án chính xác đây thầy chọn sẽ đáp án B. Là câu hỏi số 4. Tiếp theo thì cho các bạn một câu hỏi khó hơn nữa nhé. Chúng ta không phải sang câu hỏi số 5 đâu, chúng ta sang câu hỏi khoảng. Để thầy chọn nhé, một câu hỏi số... Đây đi, câu hỏi số 6. Sau câu hỏi số 6 thì sẽ đưa các bạn câu hỏi khó nhất trong ngày hôm nay thôi, nhưng chưa phải khó nhất đối với bài tập của nhôm. Nào các bạn quan sát đầu bài câu số 6. Thầy cho các bạn khoảng 1 phút để các bạn thực hiện trước. Nung nóng mờ gam hỗn hợp gồm có Al2O3 và Fe trong điều kiện không có không khí. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất cho tác dụng với 2O4 loãng dư, sinh ra từng này khí. Phần thứ hai cho tác dụng với NaOH dư, thu được từng kia khí, tìm giá trị của M. Nếu câu này những bạn nào mà học quen về nhôm rồi, câu này hỏi này khá dễ, chẳng khác gì cái câu hỏi lúc nãy chúng ta làm là bao nhiêu cả. Các bạn cũng làm bằng sơ đồ, viết dùng tỷ lệ, dùng bảo toàn nguyên tố là chúng ta ra. Ở đây các bạn sẽ có M gan hỗn hợp gồm Al và Fe2O3. Lại nung lên, các bạn lại vẫn thu được ba chất rắn gồm có Al2O3, gồm có Fe là sản phẩm, và đừng quên Al dư. Bởi vì sao? Luôn luôn có dự kiện tác dụng với NaOH mà khí, vậy kiểu gì nhôm cũng phải dư. Sau đó hỗn hợp này thực hiện hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất với H2O4 loãng thu được H2. Thí nghiệm thứ hai tác dụng với NaOH dư,
cả hai trường hợp đều dư nhá, cũng thu được khí H2. Nhưng ở đây các bạn nên giải quyết với NaOH trước cho nó dễ. NaOH khi phản ứng các bạn ra được là 0,84 chia 2,4, các bạn sẽ ra là bao nhiêu? 0,0375 mol. Và ở phần thứ nhất các bạn sẽ ra là 3,08 chia 2,4. Vậy các bạn sẽ ra là 0,137 mol, 375 mol. Trong thí nghiệm với NaOH mà để ra khí H2 như thế này, chứng tỏ là nhôm ở đây dư bao nhiêu? 0,0375 chia cho 1,5 chia cho 3/2 á. Bởi vì trong thí nghiệm với NaOH để mà ra khí H2 chỉ có mình nhôm thôi. Vậy các bạn tính được ngay nhôm ở đây là 0,025 mol. Nhưng mà trong thí nghiệm với H2 bốn loãng thì có hai thằng cùng ra khí, đó là cả nhôm và sắt. Vậy các bạn lấy cái hiệu số của hai số mol H2 đấy chính là ra số mol của sắt ngay. 0,0375 trừ đi 0 thì xin lỗi 0,1375 trừ đi 0,0375. Vậy các bạn sẽ ra sắt ở đây là 0,1 mol. Vậy bây giờ chúng ta tìm nốt Al2O3 giống hệt bài trên thôi, bảo toàn nguyên tố. Al ở đây đúng không? À, xin lỗi, Fe ở đây là 0,1. Fe ở đây sẽ 0,05 này. Thì Al2O3 là 0,05 này. Và các bạn tính được giá trị của M theo bảo toàn khối lượng đúng không? 0,05 nhân 102 cộng 0,1 nhân 56 và cộng với 0,025 nhân 27. Các bạn tính ra được giá trị của M là 11,375. Nhưng tại sao lại không có đáp án nhỉ? Bởi vì các bạn đang tính sai ở một chỗ. Đây là bài toán trên hai phần bằng nhau. Cái phần khối lượng này chỉ là khối lượng của một phần mà thôi. Vậy các bạn nhân 2 lên, các bạn sẽ tìm được ngay khối lượng chính xác của nó phải là 22,75 gram. Đáp án A mới là đáp án chính xác. Nhớ nhân đôi lên, bởi vì đây là chia thành hai phần bằng nhau. Một cái lỗi sai thường gặp là các bạn quên không nhân đôi lên. Đấy là cái giải câu số 6 nhá. Chia thành hai phần bằng nhau, cách làm như bình thường. Nhưng bây giờ thì đổi thì bài toán đi một chút. Chia thành hai phần không bằng nhau, cách xử lý như thế nào? Các bạn sang bài tập cuối cùng trong ngày hôm nay. Nào các bạn quan sát vào bài số 11. Đợi thêm một chút. Câu hỏi số 11. Chia thành hai phần không bằng nhau. Vậy các bạn thử giải quyết cho thầy xem hai phần không bằng nhau như thế nào. Nung nóng M ga mỗi hợp X gồm có Al và Fe2O3. Sau phản ứng thu được 45,85 gam hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần. Người ta thì nói là chia Y thành hai phần thôi, các bạn đừng ngộ nhận nó bằng nhau. Người ta không nói gì, mình không kết luận, không để kết luận ở đấy. Và hai phần không bằng nhau, các bạn liên tưởng đến một bài toán ở trong toán học, đó là bài tập về tam giác đồng dạng. Hai tam giác có thể không bằng nhau nhưng chúng sẽ có tỷ lệ với nhau. Thì trong hóa cũng như vậy, hai phần có lẽ không bằng nhau nhưng mà tỷ lệ mỗi phần là như nhau. Nếu phần 1 có khối lượng gấp đôi phần 2 thì số mol của các chất trong phần 1 cũng tương tự gấp đôi so với số mol của các chất trong phần 2. Vậy đấy là cái ý tưởng để chúng ta giải quyết bài toán. Nào bây giờ thầy có nhé. M ga hỗn hợp ban đầu gồm có Al và Fe2O3. Nung nóng hỗn hợp này lên, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn nên thật thiếu câu đấy. Các bạn sẽ thu được là Al2O3 này, là Fe này, và gồm có gì nữa? Al dư. Sau đó chia thành hai phần ở đây, hai phần không bằng nhau. Ở trên là phần 1, ở dưới là phần 2. Thầy lại phải liệt kê lại ba chất nữa, ba chất đó. Bởi vì hai phần này không bằng nhau nên không gộp chung lại nữa. Al2O3 này, Fe này và Al dư. Ở dưới phần 2 cũng gồm có ba chất như vậy. Nhưng mà Al2O3 ở hai phần không bằng nhau, Fe cũng như vậy và Al cũng thế. Nếu ở phần 2 Al2O3 gấp đôi Al2O3 của phần 1 thì tương tự Fe ở phần 2 cũng gấp đôi. Tất cả các chất cùng gấp đôi lên hoặc tất cả các chất cùng gấp 3, vân vân và vân vân. Ở phần 1 các bạn đang thực hiện một thí nghiệm với NaOH nhưng dữ kiện này rất đắt. Nó cho các bạn tận hai số mol liền. Khi tác dụng với NaOH dư mà có khí H2 thoát ra, lại một dữ kiện quen thuộc cho bài tập nhiệt nhôm, chứng tỏ các bạn có Al dư. Al dư ở đây là bao nhiêu? Chúng ta có 1,68 lít H2. Chia 2,4 các bạn ra là 0,075. 0,075 mol H2 thì mình tính ngược lại ra số mol Al dư ngay, chia cho 3/2. Vậy các bạn sẽ có là 0,05 mol.
Đầu bài còn cho một dữ kiện nữa để tìm tiếp, đó là sau phản ứng còn lại 11,2 gam chất rắn không tan, đó chính là Fe. Vậy 11,2 chia cho 56, các bạn tìm được ngay khối lượng của Fe ở đây là 0,2 mol. Từ từ, chỗ này thầy hơi nhầm một chút nhé. Hình như không phải là một, để thầy xem lại đầu bài một chút. Đầu bài lúc nãy thầy vừa viết, đúng rồi. Nó chỗ đây không phải là 0,2 mol đâu nhé. Ở đấy thầy nhầm đấy. Ở đấy các bạn sẽ có là từ từ. Đợi thầy một chút. Chỗ đấy thầy sẽ ra là 3,733 gam, số hơi lẻ một chút. Vậy số mol đây thầy để lại nhé, thầy sửa lại một chút. Fe ở đây thầy chỉ cho là 56/15 mol thôi. Lỗi thầy viết đầu bài. Bài này thầy viết đầu bài ngay trước khi cái buổi livestream này đưa ra nên đầu bài cho hơi lỗi một chút. Chỗ này chỉ là 56/15 mol thôi. Đó. Vậy thì các bạn sẽ chỉ còn mỗi số mol của Al ở đây thầy đặt là x mol. Các bạn nhớ trong bài tập tam giác đồng dạng ngày xưa các bạn học cấp 2, chúng ta luôn luôn có một cái hệ số tỷ lệ, người ta gọi là hệ số K. Chuyển từ phần hạng 1 sang phần 2 thì số mol của nó sẽ K lần lên. Vậy số mol Al2O3 sẽ là KX. Số mol Fe2O3 là 56K/15. Thầy sửa lại một chút nhé. Nhớ đầu bài thầy không dùng cái số 11,2 nữa, bởi vì chỗ ấy thầy không cho chữ không chính xác. Còn Al dư của thầy sẽ là 0,05 K mol. Sau đó toàn bộ hỗn hợp này trong thí nghiệm thứ hai người ta đem hòa tan bằng H2O3 đặc nóng thì thu được một sản phẩm khử duy nhất là NO2. Ở đây NO2 người ta cho là 15,68. Thầy cũng sửa lại số 15,68 chính xác đấy. Chia 2,4, chỉ nhầm số trên thôi, là 0,7 mol. Vậy số này giải quyết như thế nào? Thì các bạn chỉ cần áp dụng bảo toàn E là các bạn tìm được ngay cái K. Bởi vì cả hỗn hợp này gồm có Fe và Al dư, chỉ có hai thằng này mới tham gia phản ứng oxy hóa khử để tạo thành khí NO2 thôi. Vậy các bạn sẽ có là sắt nhường 3E đúng không? Chúng ta sẽ là 56K/15 này nhân 3, bởi vì nó là 3E, cộng với nhôm, nhôm cũng nhường 3E đấy, 0,05K nhân 3 lên là 0,15K, bằng NO2 chỉ nhận 1E thôi, vậy đây là bằng 0,7. Vậy giải phương trình này nhanh, các bạn tìm mật K cho thầy, bằng, thầy bấm nhé xem có bị sai không, 56X/15 nhân 3, 56K chứ, cộng 0,15K thì bằng 0,7. Vậy các bạn tìm được K cho thầy ở đây. Đúng rồi, bài này chắc thầy bị nhầm số đấy, nó hơi xấu một chút. Số nó hơi xấu một chút nhá. Các bạn kệ nó. Vậy sau khi K đây thì nó ý tưởng thôi. Số này các bạn bỏ qua số liệu bài này nhá. Số liệu thầy cho hơi bị lỗ một chút. Vậy các bạn ra K ở đây, thường K nó sẽ bằng khoảng là 2 này, khoảng là 3 này, hoặc là 1,5, 2,5 gì đó, tức là cái phần thứ hai gấp 3 lần phần thứ nhất thì nó ý tưởng thôi nhá, bởi vì số thì liệu thầy cho hơi bị lỗi. Và sau khi các bạn có K rồi thì bạn tìm x nốt kiểu gì? Thì đầu bài còn một dữ kiện nữa là tổng khối lượng cả hai phần. Tổng khối lượng hai phần bằng 45,85 gam. Ví dụ của bài này như vậy. 45,85 gam. Thì các bạn áp dụng cái số này vào thì các bạn tìm ra được nốt giá trị của x, và có x rồi mình quy về bài toán như bình thường để mình giải. Vậy mấu chốt cái bài toán cuối cùng này, bài toán chia thành hai phần không bằng nhau, thì các bạn phải nhớ đó là mình phải đặt cái hệ số tỷ lệ K. Bởi vì nếu phần thứ nhất, thì nhắc lại là nó bằng một nửa phần thứ hai, thì số mol mỗi chất cũng như vậy, hoặc là khối lượng phần thứ nhất gấp đôi khối lượng phần thứ hai, thì số mol mỗi chất cũng sẽ gấp đôi theo. Đấy là ý tưởng để các bạn xử lý những bài giải về chia thành hai phần không bằng nhau. Tất nhiên là sẽ có những bài giải toán khó hơn rất nhiều. Bài toán này các bạn dễ là nó có ngay cái K. Bài toán này sẽ khó hơn khi đầu bài nó cho thêm một dữ kiện nữa là sinh ra muối NH4NO3, thì nó sẽ khó hơn khá là nhiều. Và khi đó các bạn buộc phải giải hệ phương trình rất phức tạp liên quan đến x và kx. Và hệ phương trình đấy giải như thế nào, đó là kỹ năng tính toán ở các bạn, chứ không phải là kỹ năng về hóa học nữa. Những bài toán như thế này kỹ năng về hóa không có nhiều. Đấy là ý tưởng giải về bài toán nhiệt nhôm. Thầy gói gọn cho các bạn từ những bài tập rất dễ đến bài tập khó hơn một chút về nhiệt nhôm. Và như tuần tới thì nó thầy sẽ nói các bạn bài tập liên quan đến sắt, những bài tập bảo toàn E sắt, đặc biệt sắt là chúng ta sẽ nói về bảo toàn E. Thì nhắc lại các bạn các bước xử lý về bảo toàn E với cách giải như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ tư tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.